rồi để mình mở lại cái bao tool kiểm tra coi thử nó có giao red được chưa nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, nó có balance đen nè, ngon lành ha. Mở bao tool lên, tình trạng đã giao red thành công rồi, như vậy thôi. Nói chung root red hiện tại thì nó hỗ trợ khá là nhiều các bạn ha. Tới iOS mới nhất nha, iPad thì đời 2018 trở lại. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận của khách cái máy iPhone 8 nè. Thì họ nhờ mình là Jared cài chủ yếu là có cái Carid đó, xem YouTube trên xe hơi là được các bạn. Máy này iPhone 8 16.7.1 nè. Tình trạng máy thì đang hoạt động bình thường nha. Nói chung máy hoạt động bình thường hay là máy Hello gì đó thì cái vấn đề Jared nó không có phân biệt gì hết nha các bạn. Các bạn để ý nha. Rồi mình mở cái tool WinRAR lên. Tool WinRAR á, các bạn chưa cài cái driver USB-DK á thì các bạn cài trước cho mình nha. Cứ giả nén ra các bạn cứ cài bình thường, 64 bit thì cài 64 bit. Rồi cài xong á thì mình trở lại cái tool WinRAR. Mình đợi cái tool nó nhận cái máy á, rồi mình chạy root led thì chọn root led nè. Không có chạy root full nha. Chạy đơn giản thôi. Rồi nó cảnh báo như là không có được đặt mật khẩu trên dòng chip A11 nè các bạn. Mấy các bạn nào mà đặt mật khẩu á, thì các bạn nên tắt hay là xóa lại cái máy đi ha. Rồi mình ra reset lại nha. Rồi bấm OK, máy sẽ vô chế độ recovery. Mình đợi máy vô chế độ recovery á, tiếp tục trên tool nó hướng dẫn mình vô chế độ DFU. Thì các bạn cứ làm theo tool hướng dẫn thôi. Những cái dòng mà iPhone 8 trở lên á, vô DFU á, thì các bạn chưa rành thì chịu khó lên mạng tìm hiểu giúp mình nha. Rồi vô DFU thành công á, đợi cái máy nó tìm được driver WinRAR á thì nó sẽ chạy tiếp cho mình ha. Lúc này thì mình cứ đợi thôi các bạn. Nó đang dò driver, có driver trên máy tính các bạn phải cài driver đầy đủ nha. Khi có driver thì bắt đầu nó chạy. Rồi trên cái tool là nó sẽ báo check-in. Rồi điện thoại mình sẽ boot táo rồi chạy những cái lệnh Bongo OS á để nó hoàn thành cái bước cuối cùng của Jared nha các bạn. Rồi các bạn đợi cho nó chạy. Trên tool nó báo on đồng nè, là tất nhiên nó đã root led thành công nha. Rồi việc bây giờ thì mình chỉ có đợi lên thôi, đợi máy nó khởi động lên rồi mình kiểm tra trong bao tool đó, coi thử nó ra red chưa, có balance đen chưa. Rồi mình áp những cái như là cài xi leo, mình áp nguồn, cài switch nha. Rồi để mình mở lại cái bao tool kiểm tra coi thử nó có ra red được chưa nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, nó có balance đen nè, ngon lành ha. Mở bao tool lên, tình trạng đã ra red thành công rồi, như vậy thôi. Nói chung root led hiện tại thì nó hỗ trợ khá là nhiều các bạn ha. Tới iOS mới nhất nha, iPad thì đời 2018 trở lại. Máy này iPhone 8 rồi, khách hàng nhờ mình cài cái Carid đó, sim YouTube trên xe hơi. Tiếp tục mình cài cái xi leo cho nó, rồi có một số cái nguồn mình thường giới thiệu với các bạn á. Mấy cái nguồn này mình test hầu như là thành công nha. Thì các bạn cứ cài thoải mái. Xi leo nó hỏi password thì các bạn cứ bấm một hai ký tự bất kỳ giống nhau là được. Cài xi leo thành công nè. Rồi tiếp tục mình trên màn hình nó có một số cái nguồn mà nói chung là cơ bản thôi. Mình làm thì mấy cái nguồn này thì mình thấy nó ngon lành á, mình chia sẻ với anh em ha. Mấy cái nguồn này các bạn xài khá là ngon nha. Hiện tại thì nó pin bọng rồi, nó rất là ổn định, nó không có hao pin gì hết đó. Cũng có rất là nhiều cái nguồn hay, nhưng mà anh em nào thấy có những cái nguồn hay lạ thì để lại bình luận bên dưới á, cho người đến sau á, người ta biết, người ta cài ha. Mà mục đích video của mình là chủ yếu chia sẻ cái cách chơi Jared á, để mình tùy biến cái điện thoại mình cho nó khác khác là lạ nha các bạn. Rồi giờ mình cứ thêm mấy cái nguồn mà mình thấy thích cái ứng dụng nào đó thì mình cài bình thường thôi. Các bạn nhớ nha, không có cài được CDA nha. Root led là không có cài được CDA ha. Giờ mình cài nguồn mr3.org nè, để mình cài Visa hay gì, những cái switch đơn giản trong root led nha các bạn. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.